Chào quý cô chú anh chị, Trúc Gia Nhật Cần Thơ. Hôm nay em bán hàng sale, hàng gọi là mã cũ cũng như những cái hàng mà gọi là đuôi cuối cùng của kiện. Cho nên các anh chị nào, cô chú nào mà cần mua hàng VIP, hàng giá cao thì vui lòng bỏ qua video ngày hôm nay nha. Hôm nay ngày 10 tháng 11 cho nên em bán với mức giá đồng giá là 100.000 tất cả những cái mã sản phẩm trong video ngày hôm nay. Và cuối video là những cái mã lỗi với mức giá là 2 cái 100. Nói chung là toàn bộ là hàng sale, gọi là sale sóc cuối kiện nè. Rồi hàng lỗi cuối kiện nè, rồi hàng gọi là những cái mức giá chỉ là đồng giá 100 thôi, cho nên vui lòng không nhận đổi trả cũng như là chuyển khoản trước em đi đơn, phí ship mình sẽ là 30.000. Em có đủ thứ ngày hôm nay luôn ha, bao gồm là dây nịt nè, dây nịt đồng giá 100, các cái túi lỗi đồng giá 100, túi lỗi nhưng mà không phải là lỗi mà là cái túi một vài những qua bắp thôi, đồng giá 100, ví 100. Rồi ở cuối video sẽ là các cái túi lỗi 2 cái 100.000. Đó, quý cô chú anh chị mình có muốn săn những cái hàng gọi là hàng cuối kiện nè, hàng mà mức giá rẻ, chất lượng cuối kiện thì sẽ có video ngày hôm nay, và cũng như săn hàng lỗi để về lấy phụ kiện để dành cho các túi khác hay gì đó vân vân, thì quý cô chú anh chị mình theo dõi tới cuối video. Còn hàng VIP hay gì đó thì chờ những cái video hàng mới về giùm em nha. Phí ship gần xa là 30.000 không nhận đổi trả, đó là cái chính sách bên em đối với video này nha quý cô chú anh chị ha. Những cái dây nịt em còn 2-4 đây dây nịt thôi. Đó, đồng giá là 100. Một cái sợi dây nịt da. Đầu của nó là màu đồng xi như thế này, đồng xi vàng như thế này, dây nịt da thật nha quý cô chú anh chị ha. Nó sẽ có dập cái thương hiệu có made in Sweden nè, rồi có mã code gì đó, cái size 90 US gì đó vân vân rất là nhiều ha. Và bên em có đo kích thước luôn. Tổng cái phần này là 2, 4, 6, 8, 10, 11 lỗ luôn nha các chị ha. Các chị các anh mình nhìn chất da của nó nè, da thật giùm em, dây nịt da thật, đầu của nó đúng chất hàng si, đồng là đồng si. Tổng chiều dài dây là 112, cái bề ngang của nó là 3.8, các cái lỗ 77, 102, đó là cái lỗ đầu tiên và lỗ cuối cùng. Mã này em bán giá hôm nay 100, mã 7483, 7483 100, 7483, 7483 100. Tại vì em còn chỉ có 4 sợi dây nịt thôi. 7483 100. Một cái sợi mà cái đầu này nó cũng là đúng chất tầm cổ này, nhưng mà cái đầu này thì chắc là em không biết cách xài. Có gì thì cứ gọi hỏi ông chủ em nha. Tại em không có biết cách xài của cái đồng cái mặt này, đồng cổ giùm em. Dây của nó dây da dập vân rất là lạ luôn. Nó vân gì da bò dập vân lạ lắm. Tổng chiều dài dây da của nó là 123, và bề ngang của nó là 3.8. Dây này thì mình sẽ resize vòng bụng giùm em. Mã 7442100, 7442100, 7442. Hôm nay có ví, có dây nịt, có túi, laptop. Nói chung là nhiều lắm. Còn lớp cầm tay, một cái sợi màu trắng duy nhất trong cái lô và cũng như duy nhất trong video ngày hôm nay. Em còn 4 sợi dây nịt. Sợi này thì màu trắng khắc trên nền da. Cái đầu, bản đầu của nó là màu trắng tinh tươm như thế này. Lỗ nó tới 8-9 lỗ gì đó theo với cô chú anh chị ơi. Tổng chiều dài dây da là 98, lỗ đầu tiên đến lỗ cuối cùng 76-91. Bề ngang của sợi dây sẽ là 3.5. Lên giùm em mã 7773-100.000. 7773 đây là cái chất da thật của nó nè. 7773-100.000, 7773 100. Cái sợi cuối cùng, sợi cuối cùng là hàng của Fossil. Hàng của Fossil giùm em. Sợi cuối cùng để em đo đi, cái mã tag của nó đã mất tiêu rồi không biết nữa. Tại vì em còn 4 cái sợi dây thôi. Nó sẽ tổng cộng có 5 cái lỗ. Đo này nhân đôi lên theo cô chú anh chị ha. 48 là 96. Tổng chiều dài dây da là 96, cho nên mình sẽ giảm xuống giùm em. Giảm xuống ha. Cái lỗ đầu tiên đến lỗ cuối cùng 96 trừ 20 vậy là 76 cho tới 86. Lỗ đầu tiên đến lỗ cuối cùng 76-86. Tổng chiều dài dây da 96. Dây của nó là dây mộc, dây da như thế này. Màu nó là màu nâu ha. Và phần bản đầu của nó sẽ là dập cái thương hiệu Fossil, thương hiệu của Mỹ nè. Và ở đây nó đã có va vấp thời gian rồi, có qua sử dụng rồi. Tuy nhiên cái chất da của nó quá trời đẹp luôn. Cái màu cũng khá là xịn luôn. Hàng Fossil lên giùm em mã là VIP. Nịch VIP đi, nịch VIP Fossil ha, nịch VIP. Tại vì nói VIP thì không biết túi VIP hay là gì. Nịch VIP, nịch VIP 100k, nịch VIP 100k. Rồi em có 4 cái sợi dây nịch, như thế là em đã hết dây nịch ở các cái kiện và hiện tại nó chưa có hàng đâu nha quý cô chú anh chị ha. Dây nịch da nam chưa có hàng. Rồi bây giờ tới ví giùm em. Ví đồng giá 100.
đối với những cái mã ví nào mà em cảm thấy là em chơi được thì em sẽ theo cho quý cô chú anh chị nha. Còn lại tất cả ví ngày hôm nay là 100.000 hết, em còn nhiêu ví nữa là em hết nè. Rồi là em nhiêu đây nữa là em hết nè. Hiện tại là chưa có ví đẹp cho nên em chưa có về hàng mới nha quý cô chú anh chị nha. Hiện tại là ví thì bao nhiêu đây nữa là hết luôn à, không còn ví đẹp cho quý cô chú anh chị mình lựa đâu. Chanel còn vài bản, Chanel màu hồng, chắc chắn là vừa điện thoại màu hồng trần trám như thế này. Đừng vừa điện thoại giùm em á, Chanel những năng đựng thẻ cạc rất là nhiều, ngăn mình để ví tiền gì mình để cái căn cước công dân ở đây, đựng thẻ bên trong lót là lót vải. Rồi cái Chanel hồng này lên giùm em mã là 0310 0310 100. Tất cả ví đều là giá 100.000 vậy thôi, em khỏi ghi lại nha, tại vì em sale tất cả mà. Ví 100, dây nịch 100, 0310. Chanel màu hồng đậm hơn, đây màu hồng đậm hơn giùm em. Hôm nay ngày 10 tháng 11 sale tất cả đều giá 100.000. Rồi ở đây đựng thẻ gì đó, cái mẫu y hệt như hồi nãy luôn, y hệt mình đựng được điện thoại giùm em và tiền vi dài giùm em ha. Đây nó có một ngăn khóa kéo lót và lót vải nè. Rồi Chanel hồng đậm này lên giùm em mã là 0323 0323 100, 0323 mức giá gọi là sổ trút tuột tuột. 0323 một cái chiếc của Nhật, vải phối với da phủ một lớp bóng ở đây, bên trong lót là lót vải, có khá nhiều ngăn đựng thẻ chỗ này ha. Rồi cái quả tiết đẹp này nha quý cô chú anh chị ha, lên giùm em mã 8619 100 8619 100. Cái này thì chắc chắn vừa điện thoại rồi. Ví lép em còn vài mẫu, mẫu ví lép nam nữ đều sử dụng được, da của nó là da bò dập vân, dập vân khá là xịn. Đây đựng thẻ gì đó, bên trong lót là lót vải. Rồi chiếc này thì mình để cái thẻ đứng giùm em nha, lên giùm em mã số 100.000, mã giùm em là 8632 8632 100, 8632 cái mức giá từ trước tới giờ chưa có giá 100 nha quý cô chú anh chị ha. 8632. Rồi một cái ví ví này thì nam nữ đều sử dụng được, nó sẽ là màu xanh đen phối với cái viền đỏ. Trên đây là mẫu cốp, phần cốp này sẽ là vàng ống ánh giùm em, bên trong chở lót vải màu đỏ đẹp quá. Chắc chắn là vừa điện thoại, lên giùm em mã là 8676 8676 100, 8676. Hôm nay là em bán hàng cuối kiện nha các chị nha, cuối kiện không lỗi, đảm bảo không lỗi. Một chiếc màu nâu, da cực kỳ chất như thế này, dạng ví lép nha, mình đựng vô tư thoải mái, bên trong lót là lót vải. Những cái chiếc như thế này da này gầy cộm luôn, xài biết nào hư các chị. Bên trong khá là nhiều ngăn nè, thương hiệu của nó sẽ dập cái logo tab gì ở đây. Lên mã giùm em 8610 8610 8610 100. Đây cái logo của nó ngay đây luôn nè, 8610 100. Ví mà cái da của nó dày cộm luôn. Một cái ví màu hồng, dạng ví gấp gọn dành cho các chị nào tính đồ hoa hồng màu hồng thì để đây. Bên trong nó có một cái cốp màu trắng tinh tươm như thế này, lót là lót vải nữa ha. Rồi ở đây nó có ngăn đựng thẻ gì đó, đựng tiền dài ngay chỗ này. Đây, gấp lại như vậy. Đó, lót là lót vải. Ủa vậy cái này mình để sao ta? Vậy là nó chỉ gấp lại vậy thôi các chị ơi. Chất da của nó nè, mềm nhẹ, màu hồng, lên giùm em mã là 8630 8630, cái ví nha, ví gấp gọn cho các chị, hồng, màu hồng 8630 8630, ví gấp gọn hồng 8630 này 100. Ví gấp gọn em có cái chiếc màu đỏ siêu phẩm đây, màu đỏ mà nó sẽ thương hiệu là Signorissi gì nè, da bò dập vân xước giùm em nha. Đây thì bên trong đựng thẻ khá là nhiều, hai ngăn đựng ví tiền, hai ngăn đựng tiền dài giùm em, bên trong lót vải nha. Đây nó có một cái ngăn để mình có nút bóp lại về mình đựng tiền xu á, thường bên Nhật người ta có tiền xu, còn bên mình á thì không có, thì đựng giấy tờ lớn hay gì đó, giấy 500.000 hay gì đó nha. Lên giùm em mã 0347 0347 100, 0347 100, 0347 100. Đó là các cái ví ngắn 0347. Ví Italy nè, ví Italy màu xanh dương, da của nó mềm,
màu xanh này là xanh dương giùm em nhé, Italy. Mình sẽ vẽ ngang như thế này. Nó có những ngăn đựng thẻ gì đó rất là nhiều. Ngăn này có nút bóp nè, bên trong lót nó hơi bị mờ ngay chỗ này nha. Tuy nhiên ở bên ngoài da đẹp lắm. Rồi chỗ này nó sẽ có lót là lót da giùm em. Ở này là da mà da mỏng nha. Đây nó có hơi dơ. Bên ngoài thì khá là đẹp, màu xanh khá là đẹp. Rồi lên giùm em mã là xanh Italy 100. Xanh Italy em ghi mã lại tại cái này nó mất tiêu mã rồi. Xanh Italy 100. Đó, những cái chiếc túi gấp á, mình tùy theo mình thích cái gì thì mình lấy cái đó giùm em. Đây, quá trời mềm mịn luôn, để cốp xe, để túi gì đó khá ok hết giùm em luôn nha. Rồi hôm nay với mức giá là bán cuối kiện nha các chị ha. Rồi bên trong lót là lót vải có một ngăn khóa kéo, chắc chắn là vừa điện thoại để như là cái ốp lưng cũng được luôn, nó khá là mỏng nhẹ và da nó cực kỳ dẻo dai. Lên giùm em mã 8617, 8617 100. 8617 100. 8617 ví led. Rồi em có cái ví màu hồng. Hai chiếc này nhỏ mà có vỏ nè. Đây một cái ví led này nữa đi. Đây nó dập cái thương hiệu Italy nha quý cô chú anh chị ha. Chất da, ví led da nó rất là mềm dẻo luôn á. Nó có khá là nhiều ngăn để đựng thẻ cho mình. Bên trong lót là lót vải. Rồi lên giùm em mã là 8663 hàng Italy, 8663 100. Hôm nay em bán là ngày 10 tháng 11, đồng giá 100 là bán túi tiện, túi lỗi, túi cứu hiện nha quý cô chú anh chị ha. Hàng VIP thì vui lòng chờ giùm em các video tiếp theo. Hàng Gucci Italy. Chất da này là da heo nè. Nó có vân, nó có cái lỗ chân lông. Rồi bên trong đây là cái mà đựng cái móc khóa giùm em á. Đồ đựng móc khóa hàng của Gucci. Lên giùm em mã là 0346, 0346 100. 0346 100. Cái này em chỉ có một cái duy nhất thôi mà hàng của Gucci cho nên mình tranh thủ chốt nha. 0346. Em có một cái chiếc hàng của Marc Jacobs. Cái màu xanh của Marc Jacobs. Nó nhỏ gọn cho nên em sẽ bán tặng kèm cái màu hồng. Hai cái 100 thôi. Marc Jacobs. Đây, hàng nó dập thương hiệu Master Cup, thương hiệu của Mỹ nha các chị ha. Nó khá là nhỏ gọn và ở đây nhỏ mà có vỏ, nó có nguyên một cái miếng kim loại dập cái thương hiệu đây. Chất da nó cực kỳ gọi là dẻo dai và mới nha. Rồi ở đây nó đựng cái căn cước công dân, bên trong đây mình đựng tiền nhỏ gọn mà khá là một ngăn, hai ngăn, ba ngăn luôn. Rồi. Chiếc này của Master Cup thương hiệu của Mỹ, lên giùm em mã 0330 100, 0330. 0330 100. Quý cô chú anh chị mình lấy màu xanh này em tặng một chiếc màu hồng. Đó. Rồi hai chiếc này 100. Quá ngợi luôn nha. Bình thường em bán một cái là tới 200 mấy anh á. Tại hôm nay em bán cuối chị nha quý cô chú anh chị ơi. Rồi em có một cái Celine. Celine của Paris. Khá là nhỏ gọn, mình có thể làm ví hoặc là ví đựng tiền hoặc là để treo cúp bóp xe gì đó cũng được ha. Chìa khóa xe gì đó vân vân, hàng Celine. Celine Made in Italy giùm em, nó có dập bên trong lót da luôn nè. Celine này thì em bán giá 100, lên giùm em ở 0325. Celine thương hiệu khá là nổi tiếng thế giới nha, 0325 100. Em có một cái da bò dập vân đà điểu, độ mới không cao, tuy nhiên vẫn xài vô tư bình thường, chất da bên trong lót nó hơi dơ. Chỗ này lót là lót vải phối với lót da, có khá là nhiều ngăn luôn nha quý cô chú anh chị ha. Để em coi nếu mà quý cô chú anh chị mình lấy chiếc này em tặng. Tặng mã này đi. Hai cái này 100 ha. Lên giùm em mã. Lên giùm em mã là 8612. 8612. Gồm một cái ví da bò dập vân đà điểu nè. Độ mới không cao nha, em có báo không cao. 8612 100 ngàn. Khi mua cái này em tặng một cái ví vải. Ví vải của Nhật. Đó. Ví vải của Nhật giùm em nha. Bình thường cái ví vải này là em đã bán là 290 rồi đó. Nó hôm nay em tặng kèm với cái này tại vì em muốn là đứt kiện luôn. Để kết thúc cái kiện này luôn á quý cô chú anh chị nha. Rồi em có một cái da mà gọi là cực kỳ chất luôn, màu trắng, độ mới không cao. Màu trắng mà trắng ghi á, trắng be, người ta gọi trắng be ha. Ở đây nó có khá là nhiều ngăn, lót là lót vải luôn.
phối với lót da luôn, chỗ này lót da nha quý cô chú anh chị, chỗ da nó cực kỳ dày luôn á. Cái ví này lên giùm em mã 0300 0300 100 0300 100 để em hết cái kiện này luôn và em sẽ săn hàng ví VIP cho quý cô chú anh chị nha. Ổng là em chưa có hàng ví săn hoài, không có hàng đó, đứt hàng đó quý cô chú anh chị nha. Cho nên mình tranh thủ mình có chốt được gì chốt đi, mai mốt mình không có hàng đâu. Chừng nào có em sẽ lên sóng liền. Em có một cái ví đựng chìa khóa hàng của YSL. Nó đựng chìa khóa như thế này. Nãy có một cái Gucci còn YSL một cái luôn. Lên giùm em mã là 0324 0324 100. Cái này không phải là màu đen đâu, nó sẽ là màu xanh pha. Hàng YSL thương hiệu gọi là Blau Brand đó, thương hiệu nổi tiếng thế giới giùm em nha. Nó nhỏ mà nó có vỏ. Rồi em có một cái combo, combo hai chiếc này 100. Em có một cái ví dành cho nam, mở gập ra như thế này, bên trong nó không có được mới lắm nha. Tuy nhiên vẫn xài vô tư bình thường. Còn một cái ví dài hàng của Hunting Quốc bằng vải, nam nữ đều sử dụng được, bên trong lót là lót da. Rồi mình lên giùm em mã của Hunting Quốc đi. Nói chung là mã này là 7186, mua 7186 được tặng cái ví nam 7186, hai ví là 100 ngàn, 7186 giùm em 7186. Tất cả ngày hôm nay ví đều là đồng giá 100 và nhiều khi em bán combo 100 ngàn cho nên mình tranh thủ mình chốt nha. Rồi em bán combo tiếp tục. Một cái ví bằng vải Swiss. Nó sẽ có hình trái tim như thế này, rất là đẹp nha. Về mua về cho bé hay gì đó, hoặc là các chị mình xài vô tư. Đó, một cái tặng kèm cho quý cô chú anh chị, cái này là đựng tiền đồng xu hoặc mua về cho bé chơi hay gì đó cũng được, da thật nha. Rồi, nguyên combo hai cái này lên giùm em mã là 0295 0295 100. 0295 combo hai cái là 100. 0295. Hôm nay em bán cuối kiện nha quý cô chú anh chị, cho nên em không nhận đổi trả gì đâu nha, em không giữ hàng luôn, chuyển khoản trước 100% đơn em đi đơn. Em có hai cái hai này em bán combo luôn đi, một cái ví xanh, một cái là đựng mắt kiến nha. Đây là một cái túi đựng mắt kiến da thật giùm em nè, bên trong lót là lót vải. Rồi một cái là da BU, ví da BU bên trong khá là nhiều năng lượng thẻ, lót là lót da BU luôn nè. Rồi lên giùm em mã cái ví xanh này đi, làm 7185. 7185 lên giùm em mã 7185. Mua 7185 thì được hai sản phẩm 100 ngàn. 7185. Ráng em hết chuyện này rồi sau đó để em săn hàng mới cho quý cô chú anh chị biết biết về ha. Rồi em có một cái combo. Combo này cũng bán giá 100 luôn. Một cái chiếc này đựng tiền, đựng căn cước công dân gì đó tùy ý nha. Da thật. Màu của nó là màu loang nâu đen á. Rồi một cái cốp dạng cốp Nhật, ở đây là màu xanh rêu, trên đây nó sẽ có họa tiết và nó có kim loại màu trắng nha. Bên trong lót hơi dơ. Hai cái chiếc này lên giùm em mã là 0298 0298 100. 100 hai cái ví như thế này. 0298. Rồi em còn ví nam. Ví nam này thì hàng mới của Việt Nam nha, chứ không phải hàng si. Đó, nếu hàng mới thì em sẽ báo hàng mới. Hàng này thì da của nó là da bò sáp. Em còn tổng cộng mà cái này đợt nào em về nó cũng có, cho nên hôm nay em sẽ sale nha. Hàng mới của Việt Nam mình tặng được luôn nè, chỉ cần cái hộp mình tặng được da bò sáp giùm em nè. 1 2 3 4 5 6 7. 7 cái này cứ mua hai cái sẽ là 100. Mua hai cái là 100 giùm em nha. Lên giùm em mã số sẽ là đây, nó sẽ có hai cái chỗ lót vải đựng tiền dài, đựng tiền mà mình để dài luôn á. Rồi ở đây là đựng thẻ gì đó mình để nằm ngang giùm em ha. Rồi cái mẫu này lên giùm em mã 7300 7300 combo hai cái 100. 7300 đó, em bán cho nó đứt cái kiện hàng này luôn nha. 7300. Em còn 7 cái là em hết. Đây là hàng của Việt Nam, hàng mới chưa xài nha, các chị mình có thể mua cho ông xã con cái gì đó mình xài vô tư giùm em. Có 7 cái là em hết rồi. Da của nó cực chất luôn. Rồi em còn nhiều ví đó, sau đây em sẽ lên một vài cái túi. Vài cái túi giá 100 và sau đó là combo hai túi lõi giá 100 là em kết thúc nha quý cô chú anh chị ha. Một chiếc xách tay. Xách tay nữ. Bằng vải phối với da, ngang 22, cao 20.
mình xách tay như thế này. À, bên dưới nó sẽ có bốn chấu, mở ra đơn giản nhẹ nhàng, bên trong đựng gì các chị đựng gì đựng ha. Rồi mình xách như thế này giùm em. Chiếc này hôm nay giá bán 100, lên giùm em mã là 7862. 7862. Rồi, một chiếc 7862. Một cái cườm, cườm đeo chéo như thế này giùm em nè. Nó tua rua, chị nào thích tua rua mình lấy chiếc này độc lạ ha. Cườm nó sẽ là bên trong lót vải, có chỗ nút bấm như thế này cho mình. Đựng ví tiền dài thì ok, điện thoại ok, nhưng mà mình để đứng giùm em nha. Ngang là 16, cao lên là tầm 19. Đựng được ví tiền dài, ví lép thì ok. Và ví tiền, nói chung là điện thoại được, tất cả đều được hết á. Lên giùm em mã cườm. Cườm 100. Rồi em có một cái mẫu Mickey đeo chéo, đeo vai gì đó tùy ý. Nếu mà mình đeo chéo thì mình để dây đơn giùm em, đeo vai thì để dây đôi giùm em nha. Đây là da của nó là da PU, phối với cái chất vải, và phần đẹp nhất là phần khoen này. Đựng của tất cả với tiền dài điện thoại. Bên trong nó có dây kéo giùm em nha. Lên giùm em mã Mickey 100. Mickey 100. Em có một cái chiếc vải xách tay như thế này dành cho các chị. Bên trong mẫu cớp lót vải rất là đẹp luôn, mới tinh tươm. Ở phía trên nó có họa tiết hoàng gia màu trắng như thế này nha các chị. Ở đây là chỉ là dạng vải thôi. Đó, mình xách tay mua về cho bé hoặc các chị mình đi tiệc ok, mình khóa đồ giùm em nha. Lên giùm em mã là mã mã cớp, cớp 100. Em có một cái đeo chéo chất da thật. Đeo chéo này thì phù hợp tất cả điện thoại với tiền dài. Ngang của nó là 20, cao lên là 15, màu đỏ da thật giùm em. Độ mới rất cao, tuy nhiên là nó có lỗi nha các chị nha. Có một cái sợi dây đeo chéo là dây nguyên zin của nó luôn. Bên trong ngăn chính có khóa kéo lót và lót vải, có ngăn khóa kéo nhỏ nữa nè. Tuy nhiên thì ở đây nè, mình về mình may lại giùm em cái chỗ này. Đó, nó đang bị mắc vô trong đây và nó bị sứt chỗ này. Cho nên em bán giá 100, lên giùm em mã. Tại vì bên em không có thời gian xử lý á, lên giùm em mã 8711. 8711 100. Chất da quá đẹp. 8711. Rồi em có một cái combo. Combo 2 túi 100. Đó, combo 2 túi này. Một cái xách tay nhỏ mini và một cái xách tay mình dạng du lịch được luôn nha. Cái xách tay nhỏ mini là da thật, nó màu là màu xám ghi, có thể đựng vừa tất cả điện thoại với tiền dài. Dây của nó là xách tay như thế này, bên trong lót và lót da giùm em chia hai ngăn. Tuy nhiên là nó bị rách lõi ở đây một cái. Một cái xách tay mình dạng đi du lịch có dây da PU. Bên trong nó sẽ là ngăn chính lót vải như thế này. Combo 2 túi, lên giùm em mã combo PU. Combo PU 100. Combo PU 100, một cái lõi, một cái là da PU nha các chị nha. Em có báo lõi đó, lên giùm em mã combo PU. PU 100k. Tất cả hàng ngày hôm nay em không nhận đổi trả, mình chốt kỹ giùm em chuyển khoản trước 100%, kèm với phí ship là 30.000 thì em mới đi đơn. Rồi tiếp đến sẽ là cuối video ngày hôm nay, sẽ là combo một vài cái túi lõi. Chưa, em có một cái túi da PU nè. Để em bán combo trước đi. Và một cái chiếc xách tay nè. Hai cái này thì không lõi đâu. Hai cái này là hai cái 100. Một cái xách tay, da của nó là da PU công sở. Ngang của nó là tầm khoảng gần 30, cao lên là 20, ngang tầm khoảng 26-27 đó. Nó sẽ có hai ngăn ở bên ngoài và một ngăn có khóa kéo lót và lót vải. Cái này thì em chưa độn thôi, da PU dập vân cá sấu. Tuy nhiên nó không có lỗi đâu nha các chị nha. Rồi một cái cũng là da PU luôn. Một cái màu tím xách tay dạng du lịch như thế này. Bên ngoài nó có một ngăn, bên trong nó có một cái ngăn có khóa kéo. Em chuẩn bị sắp xếp lại cái kho, cho nên tất cả những cái túi nào lỗi em sẽ sale gọi là cực sốc để em về hàng mới và sắp xếp lại cái kho mới bên em. Là giờ túi quá trời luôn rồi. Rồi ở đây là nguyên một cái vàng kim loại của nó. Nó sẽ dập cái quả tiết hình cái cây như thế này. Hai túi này không lỗi, lên giùm em mã là combo tím đi. Combo tím 100.000 hai túi. Combo tím. Rồi tiếp theo sau đây là những cái túi lỗi em bán hai cái 100 nha. Là kết thúc video luôn. Một cái cặp laptop. Tất cả những cái túi lõi khi mà về á, em đều kiểm tra, nếu mà lõi thì em sẽ bỏ qua, em không có bán đâu. Thường em lên sóng sẽ là những cái chiếc túi không lõi cho quý cô chú anh chị nha. Lõi em sẽ dành một cái video lõi riêng để em báo lõi cho mình ha. Nếu ok thì mới chốt, còn không thì thôi. Ngang là 38, cao lên là 30. Xách tay như thế này, có một cái dây đeo chéo, mình về mình lấy dây đeo chéo này mình sử dụng cho túi khác được nha các anh ha. Bên trong lót và lót vải, có ngăn cố định laptop, một ngăn đeo chéo,
Ủa, một ngăn có dây kéo, còn ở đây là cái đeo chéo của nó có dây đeo chéo luôn. Rồi cái lõi ngăn chính khóa kéo bị hư. Khóa kéo ở bên đây bình thường. Đó. À, em bán combo hai túi lõi là 50, cho nên cái túi này sẽ là giá 50.000 nha, hai cái túi lõi 100. Cho nên mình mua một cái sẽ không bán combo 100 giùm em ha. Lên giùm em mã là 3280, 3280 một túi. Em bán combo hai cái 100, cho nên em bán vậy đi cho nhanh. Không mua túi mà gọi là túi đơn nha các chị ha. Red Rally thương hiệu nổi tiếng nè. Tuy nhiên là nó có lõi nè, màu xanh. Ngang của nó là 40 khi chưa độn và cao lên là 30. Xách tay dây đôi như thế này. Thì ở phía đây thì nó sẽ có dây đeo chéo tặng kèm nha. Ngăn chính bị lõi nè, hư dây kéo. Đây, dây kéo khi mà mình kéo ra nó xuất như vậy. Lên giùm em mã túi xanh, túi bếp xanh. Hai cái túi là 100.000. Một cái hàng Rirel. Rirel túi này chất da quá đẹp, dây của nó là tặng kèm mà dây đẹp luôn nha. Tuy nhiên là em không có mở ra được cho nên em bán là thuộc túi lõi. Ngang là 37 và cao lên tầm khoảng 30. Dạng mẫu truyền thống như thế này. Chỗ đây là chỗ mắt dây nè. Mẫu truyền thống mà có cái nắp dạng gài vô, nhưng mà giờ em không mở ra được nha. Lên giùm em mã là 5917. Hai túi 100. 5917. Một cái không mở ra được luôn. Cũng mẫu dạng cặp truyền thống, mình có thể đựng laptop nhưng mà về mình phải sửa giùm em á, có nghĩa là về làm sao mở ra được, hiện tại em không mở được. Ngang 40 cao lên 30, xách tay dạng như thế này. Ở đây nó có hơi bị cấn kiện nè và không mở cái chỗ đây này được, nhưng mà nó là hàng thương hiệu và da nó khá là đẹp. Rồi, hai cái túi lõi 100, lên giùm em mã 6936. 6936. Còn ba cái nữa em hết rồi. Một cái cặp. Cặp laptop da nó cực kỳ chất. Có dây đeo chéo tặng kèm luôn. Toàn bộ khoang khóa nó là đồng cổ, ngang là 40, cao 30. Xách tay như thế này. Đó, đồng của nó là khá là đẹp nha. Mở ra, da nó nguyên miếng như thế này. Bên trong ngăn chính có khóa kéo. Ủa, vậy túi này lõi là cái gì ta? Đây, ngăn chính. Ngăn chính có khóa kéo nè. À, lõi cái phần ngăn kéo phía sau. Da nó đẹp quá, da nguyên miếng mà dày, dày cỡm luôn á. Rồi, đây lõi. Ở phía sau dây kéo của nó hư, mình bỏ qua cái chỗ này hoặc về sửa lại giùm em ha. Tặng kèm một cái dây đeo chéo là dây zin của túi luôn. Và tất cả khoang khóa nó là thuộc đồng cổ hết giùm em luôn. Lên giùm em mã là 3582. Hai túi là 100, 3582. Quá gọi luôn. Một cái em sắp dọn kho và cũng như là về hàng mới, cho nên em mới bán túi lõi như thế này. Cũng như là bữa nay ngày 10 tháng 11 tri âm này 11 tháng 11, cho nên em sale tất cả đồng giá là 100 và hai túi lõi là 100, cho nên mình ok, mình hãy chốt giùm em nha. Ngang 17 và cao lên 30. Cái này bao tử da chất, nó có cái logo hình cái đầu con hươu nè. Ngăn chính này nè, khóa kéo thì hư, còn lại tất cả đều ok. Nó khoang khóa nó đều vàng, nó đều màu trắng ống ánh sáng hết giùm em luôn. Độ mới chất da cũng đảm bảo luôn, và đây nó có miếng tết da, da nó rất là dày. Lên giùm em mã 4202. Hai túi 100. 4202. Chiếc cuối cùng. Chiếc cuối cùng này là một cái cặp không lõi, nhưng mà nó không có dây đeo chéo đâu nha. Nó là hàng tặng. Hàng tặng của trường Đại học Phú Đông gì nè. Chiếc này thì da PU nhưng mà nó không có lõi, đựng laptop đồ vô tư. Ngang là 44, cao lên là 32. Đó, mình sẽ có cái chỗ để đệm như thế này. Nó có những cái ngăn, bên trong ngăn chính nó có khóa kéo. Bên trong lót vải khá là sạch đẹp nha quý cô chú anh chị. Da PU độ mới khá là cao, nó còn logo của cái hàng tặng này. Rồi. Chiếc này lên giùm em mã cặp cuối hai cái 100. Rồi, em kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn quý cô chú đã theo dõi ạ.